tham thiền ba, thấy trăng. Trăng vàng chênh chếch đỉnh tà dương, lồng bóng thông xanh liễu liễu đường. Lặng lẽ đêm khuya ta với bóng, êm đềm cảnh vắng ý mang tình. Việc đời luận mãi sai thêm lớn, ý đạo thiền sâu ngộ mới thâm. Quẳng gánh yêu tư vui tĩnh lự, thanh bần lạc đạo có nê hoàn. Trực chỉ đề cương. Trăng là một pháp ở trong vô vàn các pháp. Qua nhãn quang của thiền sư, thấy trăng đồng nghĩa thấy tự tánh thanh tịnh bản nhiên của hiện tượng vạn pháp. Chư pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng. Thiền sư thấy trăng, rồi nhìn qua, thấy những thông xanh lồng bóng, ngoảnh lại liễu liễu đường, lướt tầm nhìn rộng. Đây là đồi tà dương. Một câu nói không lời, mình đang ở liễu liễu đường, đồi tà dương, dưới bóng trăng khuya. Đang là, lặng lẽ đêm khuya, ta với bóng, êm đềm cảnh vắng. Ý mang tình. Đêm khuya, cảnh vắng là môi trường gợi cảm, tư duy thế cuộc, nhân sinh. Trong bối cảnh tịch tĩnh cô liêu, thiền sư phát kiến ra chân lý. Chuyện đời, nói gì cũng không chúng, là chúng. Ai nghe qua, mà chẳng tưởng đó là ngông. Luận mãi, sai thêm lớn. Thiền sâu, ngộ mới thâm. Rõ là sự thật. Ai có tập tu sẽ thấy rõ điều đó. Phải học tập tham thiền mới có cơ hội ngộ đạo, chứng đạo. Kinh sách Phật ví như ngón tay chỉ trăng. Người trí mượn ngón tay mà nhìn trăng. Nương kinh điển học lấy cách tham thiền, tư duy quán chiếu. Gột rửa, lắng lọc để bỏ hết phiền não vô minh, thì nước trong, trăng hiện, mây tan, trời hiện, vô minh hết, Phật tánh hiển lộ ra. Đó là quẳng gánh ưu tư, vui tĩnh lự, thanh bần lạc đạo, có nê hoàn. Nê hoàn tức là niết bàn. Là đức giải thoát, một trong ba đức của một vị Phật. Quả Niết Bàn là liễu nhân, cho nên người Phật tử hãy tu tập thanh bần lạc đạo, để hạn chế, để cắt đoạn trần duyên, để ly tứ tướng.